Xin chào các bạn nhá. Đợt này cuối năm, gần cuối năm mới sao, nhu cầu về dòng loa của Sony mà giá phân khúc bình dân em thấy khách hàng mua, nhà em mua rất là nhiều nhá. Này gần như là có lên cặp nào là các bác chốt rất nhanh. Đấy thì hôm nay em tiếp tục đây, lại có khui hàng ra, lại có tiếp một cặp Sony nữa nhá. Cặp này là mã CM35 này. CM35. Đấy. Vỏ viết còn rất là ok các bạn này. Cái dòng này thì họ làm vỏ rất là dày nhá, tức là cái vỏ loa rất là dày luôn này, các bạn nhìn là biết này. Hàng dày dặn mà nhìn nó thích lắm. Đấy. Cái thành vách này nó phải dày cả phân các bạn, dày cả phân luôn, rất là dày. Nếu bác nào mà để ý nhá thì những cái con loa mà có dòng dàn đại nhá, dàn đại còn chưa chắc đã dày bằng những con loa này. Cái vỏ. Đấy. Hàng mini nhưng mà làm rất là cẩn thận và hoàn chỉnh. Đây các bác nhìn này, này bát tép này, đẹp. Phối màu rất là ok nhá. Bát này màu đen này, viền bát màu đen này, gân màu đen này, xong nó là màng màu trắng, xong lên đây con tép lại đưa vào màu xám, nhìn nó kiểu nó rất là hợp mắt các bạn, nhìn cái là cảm giác thấy nó thích mắt luôn rồi. Đấy thì hãng Sony này thì họ gần như là họ trau chuốt rất là tỉ mỉ nhá, từ cái chi tiết vỏ loa cho tới cái hình thức đấy, cái hình thức của bát tép này, họ phối màu nó rất là chuẩn, nhìn cảm giác nó rất là thích. Đấy. Con này thì được trang bị cái màu ở đây nó kiểu màu màu này nó kiểu như màu cam nhạt đấy, đấy hay còn gọi là màu cánh gián đấy, nhìn nó rất là đẹp nhá, vân gỗ đàng hoàng các bạn nhá, vân gỗ đàng hoàng đấy. Đấy các bạn nhìn qua cái dòng này thì dây loa đi theo luôn này đấy, và các cái đầu này các bạn này, các cái đầu nó này đấy là bọc thước đàng hoàng đấy, đây hàng xịn của Nhật, thế nên là các cái đầu này các bạn để ý các đầu dây hoàn toàn là bọc thước hết này đấy. Hàng xịn nó phải khác các bạn. Dòng này thì có chở khá là 8 ôm. Đấy, công suất thì em không thấy ghi ở đây nhưng mà thông thường với những dòng này thì nó dao động khoảng là đâu đó là rơi khoảng 80 đến khoảng gần 100W là hai loa, là tổng hai loa. Đấy. Nó không khoảng vậy. Em sẽ cho dây đây cho nó gọn nhé. Về kích thước của sản phẩm này. Dòng này thì nếu mà bát đo đúng tiêu chuẩn của hãng thì nó là bát 12. Đấy, đo đúng chuẩn của hãng luôn. Còn vỏ của loa thì là rộng là 14 này. Sâu là 23 này. À, cao là 23 này và sâu là 21 này. Đấy. Với những cái dòng này thì em thấy khách hàng như em là thường hay về dùng làm loa lời. Tức là khách hàng có những cái dàn nghe nhạc to rồi ấy, nhưng mà cảm giác nó thiếu tiếng lời. Đấy. Và hay là hát karaoke cái thứ ấy. Riêng cái phần hát karaoke nhé thì cái này về có phải tìm hiểu trên mạng hoặc là qua thợ, xem có cần nấu thêm gì đó không, tụ hay là phân tần hay gì đó để đảm bảo cho con loa này khi mình hát lên là nó tiếng nó không bị kiểu bị rít là nó bị cháy đấy. Còn em thấy khách hàng em là rất là nhiều khách rồi là rất hay mua các cái dòng này đấy về là làm loa lời, các bác bảo là làm loa lời nghe nó hay lắm, hát nó cảm giác nó nhẹ nhàng đi, mình không phải gắt lên mà hát nữa. Nhiều các bác để xem nhiều cái bộ dàn nhá, gần như mình hát mình phải gào lên thì nó mới lên được cái tiếng phần lời, kể cả các bác có chỉnh cái phần chép nó lên rồi, chép của mic lên rồi để hát cho làm sao cho nhẹ nhàng đi nhưng mà nó vẫn không thể lên được đấy, thì các bác ghép thêm những con này vào để nó tăng phần lời lên thì mình chỉ cần mình hát gọi là tiếng mình gọi là lao sao để xa mic một chút nó vẫn bắt được, bởi vì nó có những con loa này nó trợ lời lên mà, thì mình hát nó nhẹ nhàng đi, bình thường mình cứ phải gân lên mình hát thì rất là mệt, hát tầm khoảng bài hai bài là đã đuối rồi đấy, nhưng mà cộng thêm những con này vào phần lời nó cao lên thì mình chỉ cần hát nhẹ nhàng thôi. Đấy là đã thu được cái tiếng lời ra đây rồi, lời nó phát ra nó rõ ràng hơn. Đấy thì lúc đấy mình có thể hát cả 5 bài, chục bài nó không bị mỏi miệng mà hát xong cảm thấy vẫn muốn hát. Đấy. Thì đây chính là những con loa mà khách hàng nhà em rất là thích. Thì cái dòng này tiếng nó rất là sáng nha, đấy, rất phù hợp với những như vậy. Đấy, tuy nhiên thì em bán đây để làm loa nghe nhạc là chính thôi, còn hát trước là các bác phải tìm hiểu qua thợ hoặc là trên mạng hay gì đó để tìm hiểu cái cách đấu lối. Còn em thấy khách hàng em là chia sẻ rất là nhiều nhưng mà em cũng quên không hỏi là đấu lối như nào đấy, thì hôm nào để em gặp lại mấy bác kia thì em thử hỏi xem cách đấu như nào thì em sẽ chia sẻ sau đấy. Còn nếu bác nào mà muốn đấu để hát thì mình tìm hiểu nhá đấy. Còn nếu bác nào mà làm loa để mà trợ lời để nghe nhạc thì thoải mái đi vô tư nhá đấy. Hoặc các bác có thể ghép vào công suất. Dòng này thì bát của nó là bằng giấy nhá, gân là gân vải đấy, những cái vật liệu rất là bền và nó tiếng nó rất là ấm, bằng giấy tiếng nó rất là ấm và gân vải này nó tiếng nó mềm lắm, nghe nó sướng. Tép của dòng này khỏi bàn rồi,
Riêng tép của Sony nó không phải tả nhiều nhá, người ta gọi là led như Sony mà. Đấy, tiếng led căng luôn. Hình thức thì em cũng quay qua rồi. Đấy, hàng bãi thì nói chung thì nó cũng khó tránh khỏi được cái chuyện là nó bụi bặm một tí. Thì các bác thông cảm là về phải vệ sinh qua một chút nữa. Em cũng vệ sinh rồi đấy, nhưng mà các bác về vệ sinh chút nữa cho nó bóng hơn nữa. Đấy, cặp này thì thôi, bình thường của nó lắm mà về cục mà chia ra thì nó rơi khoảng là 800 đấy, 800 900 cặp loa như này. Nhưng mà tôi nó về lẻ mỗi loa không thôi, để các bác cặp này giá 530 nhá. 530.000. Đấy, thì bác nào mà chốt cặp Sony này thì alo ngay cho em. Đấy, gọi là mở hàng buổi sáng nhá. Nói để các bác giá 530. Đấy, thế cho nó may mắn. Đấy, thì bác nào mà chốt thì alo ngay cho em qua cái số là 0966 594 581 hoặc cái số 0979 891 682. Đấy, một trong hai số thì các bác gọi số lạ được, hoặc có thể qua trực tiếp nhé, trực tiếp cửa hàng nha em, qua số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đấy, nhà em thì cách bến xe Mỹ Đình nó chỉ khoảng mấy trăm mét thôi. Đấy, các bác cứ đến cửa hàng Mỹ Đình, đến gần bến xe alo cho em là em hướng dẫn đường vào, đơn giản lắm. Đấy, thì bác nào chốt thì alo ngay trong buổi sáng nay thì em sẽ test, thì kịp chuyến sáng nay thì em sẽ gửi luôn cho nhá. Đấy, tại vì tầm khoảng 11 giờ là hơn 11 giờ là nhà em sẽ có chuyến để gửi đi, tại vì nhà em là một ngày là sẽ chia làm hai đơn đấy, một đơn sáng và một đơn chiều. Đấy, sáng cứ tầm 11:30 là sẽ có một đơn đưa đi, thế là nó khoảng chục kiện, hơn chục kiện đưa đi, xong chiều lại hơn chục kiện nữa lại đưa đi, tầm khoảng 5 giờ. Đấy, thì sẽ chia ra, thì bác nào chốt buổi sáng thì cứ chốt trước khoảng 10:30 thì là hàng sẽ đi luôn trong buổi sáng này. Còn nếu mà chốt sau 11 giờ là hàng lại phải đến chiều 6 giờ mới đi được. Đấy, tức là sang trên chiều. Còn nếu bác nào mà chốt sau 6 giờ chiều thì lại phải ngày mai mới lại đi được. Đấy, thì đấy là cái lịch trình hàng em gửi, thì các bác cũng nắm bắt như vậy để cho mình chốt hàng cho nó biết nhá. Nếu có bác nào ở tỉnh mà gần đây thì em có thể gửi xe được nhà em cạnh bến xe Mỹ Đình. Đấy, ok, bác nào chốt thì alo cho em nhá. Vâng, xin chào các bác.